chào các bạn trở lại trên máy nhỏ tới channel Wish. Hôm nay sẽ là video mà là một hao đồ toàn đồ đen, cả mọi thứ đều màu đen, và tất cả đồ này đều mua tại Shopee, order đồ Shopee và tất cả đều là màu đen. Thấy nhiều người nào là ăn đồ màu hồng, ăn đồ màu đỏ, rồi ăn đồ màu đen, nhưng mà mình thì không khoái chuyện ăn uống lắm nên mình thích về quần áo hơn, nên sẽ làm một cái video này các bạn. Hãy xem là những cái món đồ mà mình mua trên Shopee nó chất lượng như thế nào. Và bởi vì order trên Taobao thì cực quá, nên là order trên Shopee thì rất dễ hơn, và kiểu mình cũng rất là bị nghiện đồ Shopee. Để xem cái set ngày hôm nay ta. Đây thì cái logo ngoài màu đỏ lên thêu rất là xinh. Nếu mà mới mặc áo thì cái áo nó sẽ như thế này. Đó. Thì mặc nó sẽ khá là thoải mái, nó sẽ kiểu dễ vận động và phù hợp trong nhiều trường hợp. Cái này có giá là 250.000 đây. Và mình thì sẽ mix cái này, tại vì mình có một cỏ thắt lưng màu đỏ. Cái này nó rất là rẻ, cái này không nhớ mua bao lâu, mua lâu lắm rồi mà không có xài mấy. Thì tự dưng hôm mình thấy cái áo này thì làm mình nghĩ là sẽ mặc. Còn cái kính này là mình mua kiểu chơi chơi. Thì thường là mình sẽ vẫn mặc một chiếc quần short jean ở trong để cho nó đỡ bị lộ. Có thể để thẳng, cũng có thể để lệch. Mình thấy để thẳng xinh hơn. Ở dưới thì nó sẽ như thế này, nó sẽ trông như một cái váy, nó sẽ ôm sát vào người mình, rất là tôn dáng. Nói chung cái này thì nó rất là năng động và rất là xinh. Bình thường nếu mà không xài thắt lưng thì các bạn có thể mặc suông thì nó sẽ rất là ok, kiểu thoải mái, dễ chịu. Nhưng mà thêm một chiếc thắt lưng vào và thêm một chiếc kính, tự nhiên tại vì mình có cái này xong mình nghĩ mua cái áo nó rất là hợp lý. Xinh không? Nói chung là mình rất thích cái chất áo này. Với cả nếu mà các bạn mua đồ trên Shopee, các bạn thấy là các bạn nên đọc cái comment ở dưới. Cái comment là ví dụ như những người mua rồi sẽ đánh giá shop lại để chúng ta mua, để cho đỡ bị gọi là treo đầu dê bán thịt chó. Và bộ đầu tiên thì mình sẽ cho cái outfit này 9,9 điểm, vì mình rất thích. 0,1 điểm còn lại là bởi vì mình sẽ không cho nó điểm tuyệt đối. Bởi vì không, mọi người sẽ bảo trời ơi mới chấm 10 điểm kìa. Nói chung là các bạn cũng nhớ comment vào. Đây, cái áo này rất là chi mừng. Và 250.000 thì mình thấy rất là hợp lý, tại vì chất mặc cũng kiểu rất là mát. Khi mà giặt thì nó sẽ kiểu không sợ bị nhăn quá nhiều, mặc lên người nó sẽ phẳng. Ok, sang bộ thứ hai. Yeah, tôi nhớ rồi, đây là một cái bộ chim công hoa phượng cũng màu đen của tôi. Đây, xinh á. Wow, xinh quá. Thế mọi người, cái các bạn nhìn cái hình thêu không? Nó đẹp. Trời ơi, này nó đẹp mà sờ nó thích cái nhìn, nó đắt tiền ý, chứ nó không bị rẻ tiền. Ta. Và đây là chiếc áo coi như là áo váy thứ hai. Thì mọi người có thể nhìn thấy là như mình đã nói là cái phần trên này nó thêu rất là đẹp. Và cái phần tay cũng vậy. Đây. Mình siêu thích cái họa tiết thêu của Trung Quốc như thế này. Cái chất nỉ này nó sẽ không được đẹp như mình suy nghĩ. Nhưng mà với cái giá tiền, ở đây mình đã đọc đây cái giá tiền đây mọi người, tại vì mình không nhớ được cái giá tiền. Thì mình nghĩ với cái sự thêu như thế này là mình vẫn rất là chi mừng. Cái này mình có thể, vì cái họa tiết nó quá đẹp cho nên mình có thể bỏ qua. Và cái chiều dài váy nó cũng rất là ổn. Cái phần thắt lưng này nó chỉ là một cái dây đơn giản thôi, là một cái dây đai đen đơn giản như thế này, chứ nó không có cái phần thắt lại. Thì cái này buộc tùy ý thôi. Nếu mà buộc một cái nó hơi ấy thì các bạn buộc hai cho chắc, xong là để xuống. Ở đây, khi buộc lại nó thành một cái váy mà mình cảm thấy là nó rất là đẹp. Cái bộ này thì mình sẽ cho 9,5 điểm. Trời ơi, đây có lẽ là cái haul đồ mà chi mừng nhất luôn á mọi người. Tại vì nãy giờ là không có một cái gì để chê, để fail cả. Form đẹp và cái thêu may nó không có, nó rất ít chỉ thừa. Sao mình cứ sờ vào đây ta? Đợi tí mình sẽ đi soi gương cho mọi người nhìn thấy được cái xinh này. Nó rất là xinh luôn. Đây, cái form lên người rất là đẹp. À, mình có cái mũ chào cứ cửa. Không, cái mũ đấy không hợp lắm. Cái mũ tròn tròn nhưng mà Thư nó lấy trông của mình rồi. Các bạn thân cái tóc ghê. Đây. Trời ơi, chim công hoa phượng rất là đẹp. Và chắc chắn là khi mà mình về Bắc thì các bạn sẽ thấy rất là nhiều ảnh mặc cái chim công hoa phượng này. Thích quá, thích quá, thích quá. Và mặc cái này ấy thì các bạn nào hơi mập một tí
hoặc là hơi gầy một tí thì nó cũng sẽ rất là dễ mặc, tại vì cái do cái này nó có cái form sẵn rồi. Nếu mà không thắt lưng vào thì nó sẽ là kiểu dạng hơi suông, thì cái bạn nào mà hơi gầy ấy, thì các bạn có thể mặc luôn như thế nó cũng dễ thương. Còn với những bạn nào mà hơi mập một chút ấy, thì các bạn khi mà thắt chặt cái này lại thì nó sẽ tạo ra ba vòng nhìn sẽ gầy hơn. Chim ơi. Bạn nhớ chấm điểm nha. À, cho một tí nhạc Trung Hoa. Dạo này mọi người cứ bảo mình giống tung của gái Trung với gái Nhật, giống Dương Tử đó. Mình rất cảm ơn, bởi vì nếu mà mình giống một Dương Tử một phần nào là hạnh phúc của đời tôi, tại vì Dương Tử quá đẹp, trời không thể nào mà giống được. Đây là một cái chân váy, ngoài cũng màu đen. Thì tôi có mua hai cái chân váy liền mọi người. Đây. Cái này nhìn qua thì giống như vải màn ấy, nhưng mà chắc chắn là mọi người sẽ quá quen với cái chân váy kiểu xếp xếp như thế này rồi. Sờ thì nó khá là đều, nhưng mà hy vọng là mặc lên thì nó sẽ đẹp. Ta đây, cái váy này nếu mà chỉ sờ thôi thì sẽ thấy nó nhìn không đẹp, nhưng mặc lên thì nhìn ra. Đây là một chiếc áo crop top và các bạn có thể mix với cả áo crop top khác nữa. Thì cái này là cái váy mà mình thấy rất là đa năng, vừa có thể vừa cá tính cũng được, mà vừa kiểu dễ thương cũng được. Mix với áo thun, áo phông, áo rộng, mà nhiều khi các bạn thấy có nhiều người còn mặc cái áo nó không sự không bỏ vào trong ấy, không đóng thùng ấy, thì nhìn nó cũng hay hay. Ở đây mình có một đôi mặt queen áo ngắn. Thì đây, các bạn hình dung không? Khá là ok. Đây, giày kiểu này là một cái đôi giày các bạn thấy mình đi rất là nhiều đúng không? Vừa cao mà vừa tôn dáng, rồi rất là hợp, kiểu đi được nhiều thứ lắm. Nó còn hơi kiểu cute. Còn đôi này là một đôi kiểu cao cổ, rất là ngầu. Nếu mà mới sờ qua thì mình thấy nó chất của nó rất là đều, tại vì nó như cái vải màn ấy. Vì mình từng có một cái váy kiểu dạng anten kiểu này, nhưng mà cái chất anten của nó dày, nó cứng ấy, nên là mình thấy cái này nó hơi dởm. Mình nhớ mà má mua cái này khoảng 300 đổ lên. Mình thấy đây là một cái item mà các bạn gái nên có và rơi vào 8-9 điểm. Tiếp đến thì mình lại thấy cái này nó, các bạn nhìn qua thì các bạn nghĩ là cái này nó chẳng tươi hay ho, nhưng mình nghĩ là cái này mix lên nó sẽ hay ho hơn. Đây, khi mà mặc cái váy này lên thì cái này nó chất nó ok, nhưng mà nó là một cái dạng váy mà khá là khó mix và đòi hỏi các bạn phải có một cái chiều cao. Như mình thì cái váy này nó hơi dài với mình. Đây là cái ảnh ở trên mạng, ở trên Shopee. Bạn nào mà tầm 1m65 cho đến 1m7 thì mặc nó sẽ hợp lý hơn, còn như mình là tầm 1m6 ấy, nó sẽ không hợp. Và ở đây thì mình có một đôi giày rất là yêu thích của mình. Một đôi giày mà các bạn nhìn qua đã thấy kiểu rất là hầm hố thì nó phù hợp với cái váy như thế này. Để mình đi vào và xem. Nếu mà nó ngắn hơn thì thực sự là mình rất thích, vì đây là một cái kiểu nó rộng rộng rồi mặc với cái đồ nhìn nó rất là đắt, hơi vừa lô lưng một chút xíu, kiểu như chuyện trai Nhật Bản ấy. Đây là một cái hao đồ mà mình rất mãn nguyện, tại vì cái nào mình mặc ra mình cũng thấy hợp với mình và nó rất dễ mặc, và mình nghĩ là mọi người cũng sẽ có thể tự mix và mặc sử dụng những cái món đồ này, nó rất là hữu hiệu, và bạn nào gầy béo mập gì cũng cảm thấy dễ mặc. Và nói chung là khi mà một mua được một hao đồ ưng ý mọi người là nó happy, tôi vui. Nếu mà các bạn thích là ra mình sẽ làm một hao đồ, mua toàn đồ rẻ, mua kiểu những cái đồ rẻ như Shopee về xem như thế nào. Và hy vọng là mọi người sẽ thích video này, cũng như tìm cho mình được những cái sản phẩm mà mình yêu thích. Và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Đừng quên nhấn like và subscribe trên kênh này nhé. Và đây là fanpage cũng như là ghé thăm mình tại Instagram. Hẹn gặp lại mọi người. Bye bye. Chúc mọi người luôn xinh. Và chắc chắn là sẽ có rất nhiều ảnh với những bộ đồ này. Ok. Bye.